Hôm qua tại thủ đô Moscow, Nga và Trung Quốc đã tổ chức cuộc tham vấn về an ninh, tư pháp và luật pháp. Cuộc tham vấn diễn ra trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Mikhail Mishustin đến Trung Quốc ngày hôm nay. Tại cuộc tham vấn, Nga và Trung Quốc cùng khẳng định các cuộc tham vấn an ninh đã và đang đóng góp đáng kể vào sự phát triển quan hệ Nga-Trung Quốc, tạo điều kiện hỗ trợ nhau và phối hợp chung trên trường quốc tế. Những hành động này đảm bảo an ninh, ổn định và phát triển bền vững ở cấp độ toàn cầu và khu vực. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung Quốc được xây dựng trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng sâu sắc, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và không nhằm chống lại nước thứ ba. Các cuộc tham vấn Nga-Trung Quốc về các khía cạnh an ninh khác nhau vẫn được tổ chức hàng năm, phản ánh sự hợp tác ổn định và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Hôm qua, theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden về nước sau chuyến thăm và chuyến công du châu Á bị cắt ngắn và sẽ ngay lập tức có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện để thảo luận về vấn đề nâng trần nợ công, trước bối cảnh là Bộ Tài chính cảnh báo nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ đang tới gần. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden để chuẩn bị nối lại thảo luận về trần nợ công vào ngày hôm nay. Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên đã được nối lại trước khi Chủ tịch Hạ viện McCarthy và Tổng thống Biden gặp trực tiếp. Cuộc đàm phán về nâng trần nợ công đang trở nên gấp rút hơn khi Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo chính phủ Mỹ có thể vỡ nợ vào ngày 1 tháng 6 tới. Chưa rõ khả năng đạt được thỏa thuận, tuy nhiên Tổng thống Biden từng đề cập khả năng sử dụng một điều khoản hiến pháp trong tu trình án thứ 14. Điều này cho phép Tổng thống có quyền tự nâng mức trần nợ công. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 mới nhất, thì các nhà lãnh đạo G7 đã kêu gọi phát triển và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo AI trở nên đáng tin cậy hơn. Và đồng thời, thì các nhà lãnh đạo G7 cũng cho rằng là việc quản lý công nghệ này thì đã không theo kịp tốc độ phát triển của nó. Tại hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Hiroshima, Nhật Bản, các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh trong tuyên bố các cách tiếp cận để đạt được tầm nhìn và mục tiêu chung về trí tuệ nhân tạo AI. Thỏa thuận được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu EU tiến gần hơn đến việc thông qua luật điều chỉnh công nghệ AI, có khả năng là luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới và có thể tạo thành tiền lệ trong các nền kinh tế phát triển. Mỹ cho đến nay đã có cách tiếp cận thận trọng trong việc quản lý AI. Vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn còn phải xem xét liệu AI có nguy hiểm hay không. Các nước Liên minh châu Âu-EU vừa bỏ phiếu và đồng ý cấm tiêu hủy hàng dệt may không bán được. Và đề xuất trên thì vẫn cần được Nghị viện châu Âu phê duyệt. Việc đưa ra đề xuất cấm tiêu hủy hàng dệt may không bán được là một phần trong nỗ lực xanh của EU nhằm hướng tới giảm phát thải. Theo các nước EU, đề xuất cấm tiêu hủy quần áo không bán được sẽ giúp tránh lãng phí, đồng thời không khuyến khích sản xuất quá mức. Tiêu thụ hàng dệt may ở châu Âu có tác động lớn thứ tư đối với môi trường và biến đổi khí hậu, chỉ sau sản xuất thực phẩm, nhà ở và giao thông. Khoảng 5,8 triệu tấn hàng dệt may bị loại bỏ hàng năm ở châu Âu, tương đương với 11 kg mỗi người, phần lớn được đưa vào bãi chôn lấp hoặc đốt. Dự luật mới này cũng sẽ tạo ra một hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số mới để thể hiện tính bền vững với môi trường của sản phẩm.